Không đăng tâm, nhìn thấy tương lai thằng con bị hủy hoại, anh Lưu quyết định phải tạm biệt một quả thận. Trước khi ra đi, anh đến gặp Luyến. Anh bỗng thấy Luyến thật đẹp, anh cũng thấy tình cảm mình dành cho Luyến khá sâu đậm, chứ chẳng phải phớt lờ như mình tưởng. Mà lần chia tay này, khi đi lành lặn, khi về một bên, anh Lưu sẽ không còn giúp Luyến được những công việc nặng nhọc nữa. Anh nhìn sâu vào mắt Luyến, giọng trầm buồn: "Tôi phải đi rồi, không biết khi nào trở lại." Luyến nghe vậy thì hốt hoảng: "Hôm qua em không điêu được job mới cho anh, nhưng dù sao cũng duy trì được job cũ, vậy mà anh nỡ lòng đuổi luôn người đại diện truyền thông là sao?" Lưu cười buồn: "Cô lại cả nghĩ rồi, với tôi, Luyến Lương sẽ luôn là đại diện duy nhất. Tôi chỉ sợ rằng sau này khi gặp lại, khi tôi đã bị yếu đi, không biết Luyến có còn muốn làm cho tôi nữa không thôi." Lưu nát cả đời làm cửu vạn, giờ đến thùng hoa quả 5kg còn không bê được thì còn job dùng gì nữa. Đời về cơ bản là buồn, con bảo đời vẫn đẹp thì nó chỉ ở trên phim mà thôi. Nói là làm, chẳng phải chần chừ lâu. Tối hôm đó vừa nghe chuông điện thoại, anh Lưu đã bật nhảy dậy ngay, 5 phút nữa có xe. Vậy là anh Lưu rón rén bưng đĩa trầu cau khấn ông địa ba khấn, mong ông phù hộ cho con bán được giá. Nói rồi anh xách vali đồ đã chuẩn bị từ trước cách đây 1 tuần và lên đường. Sáng mai tỉnh dậy, Điền ngơ ngác nhìn xung quanh, chỉ thấy một mình. Rõ ràng tối qua còn ngủ hai mình cơ mà, giờ không thấy anh Lưu đâu, quần áo cũng chẳng chỗ. Vậy là Điền như chó mẹ mất con, chạy quanh nhà ra đầu ngõ hóng anh Lưu mà chẳng thấy, rồi oang oang lên rằng anh Lưu đi trốn nợ, khiến cho Luyến Lương cũng chạy ra giật mình. Luyến to miệng mắng chửi Bình Điền, nhưng trong lòng lại đầy những sáo rỗng dai dứt. Hôm qua rõ ràng mới tỉ tê tâm sự câu đợi câu chờ với mình, vậy mà giờ đây đã ra đi không một lời từ biệt, thật đúng là muốn thương cũng không thương cho được. Về phần ở nơi xa thì Thạch cũng kịp thời đưa ra một quyết định nhanh chóng dứt khoát, không thua gì bố nó: bán thận. Đúng là con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Sau khi nghe bác ấp ống rồi ra vẻ làm quan trọng dai dứt khó nói, thì Thạch đã tin anh dai hết nước chấm, sái cổ sái cánh. Và rồi bác đã thành công, chuẩn bị hốt tiếp một mẻ tiền từ Thạch. Tính ra chỉ cần kết thân chân thành với một người khác thì tiền bạc là ở đó chứ đâu. Ngót nghét từ khi quen Thạch thì bác đã hốt được gần hơn 50 củ. Từ bán cái đồng hồ rồi môi giới cho Thạch vay nặng lãi, thêm lần này cò vạc bán thận thành công thì bác lại được thêm mấy trăm củ làm vốn. Đúng là đời chả mất cái vẹo gì mà không giả vờ tốt với người khác cả.